Rất nhiều anh chị khi mà chúng ta đang sử dụng về Facebook ở trên TikTok và trên YouTube và thấy Linh có làm rất là nhiều cái video clip ở dạng phim ngắn, thì anh chị có một cái thắc mắc và thường hay hỏi Linh là Linh có phải là diễn viên hay không. Thì điều mà Linh muốn chia sẻ với tất cả anh chị đó là Linh không phải là diễn viên, mà Linh là một người đi kinh doanh và với hơn 10 năm mà kinh doanh ở tại thị trường Việt Nam và trên toàn cầu. Thì Linh có muốn chia sẻ với tất cả một anh chị một cái điều rằng là gì, Linh không phải xuất thân từ một gia đình giàu có, cũng không phải xuất thân từ một gia đình hạnh phúc. Vậy thì làm thế nào mà mình có thể xây dựng được sự nghiệp với hai bàn tay trắng? Khi mà Linh còn nhớ đó là vào năm 2006, khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh, không kiến thức, không kỹ năng, không mối quan hệ, không có bất kỳ một cái gì cả. Nhưng làm thế nào để Linh có thể chuyển đổi về cuộc sống của mình, để bây giờ mình có được cuộc sống giống như mình mơ ước, có một cái cuộc sống mà có thể nói là nhiều người mơ ước, và những cái giấc mơ của mình, những điều mà mình mong muốn trong cuộc sống đều có được, không chỉ về mặt về tài chính, đó là còn cả mối quan hệ, đó là một cái gia đình hạnh phúc, có những cái đứa con, và xây dựng cho mình một cái sự nghiệp, được sống với cuộc đời mình mơ ước, đến những nơi mà mình mong muốn ở trên toàn thế giới này. Vậy thì làm thế nào mà một người xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không có bất kỳ một cái gì mà có thể thay đổi được cái điều đó? Thì trong cái cuốn sách Hành trình người xuất chúng này, Linh đã chia sẻ cho tất cả chúng ta đầy đủ về tất cả hành trình, từ cái lộ trình, từ những cái bước chân đầu tiên, những cái hành trình đầu tiên, và làm thế nào để chúng ta từ một người hai bàn tay trắng mà chúng ta có thể có được sự thành công trong cuộc sống. Vì sao Linh lại làm ra cái cuốn sách này? Bởi vì đó là cái điều mà rất là nhiều người tìm hiểu và rất nhiều người mong muốn biết rằng là làm cách nào mà mình có thể thay đổi được cái cuộc sống. Và cũng giống như rất nhiều người đặt một cái câu hỏi, đó là làm thế nào để chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc, làm thế nào để chúng ta thay đổi về cái chỉ số về tài chính của mình, làm thế nào để chúng ta có được cái sự thành công, làm sao để mà chúng ta có sống được cái cuộc sống mà chúng ta mơ ước. Vậy thì hành trình từng bước để mà chúng ta đi đến thành công nó như thế nào? Thì ở trong cuốn sách Hành trình người xuất chúng này, Linh đã có viết chia sẻ từ những cái câu chuyện ở những cái bước đi đầu tiên và cho đến khi mà mình có được sự thành công. Và Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta một điều rằng, để có được cuộc sống như mình mơ ước, nó không bao giờ là dễ dàng. Và nó cũng không phải là chỉ trong vòng một đêm mà Linh có được cái điều đó, mà tất cả những cái điều đó nó đến từ những cái hành trình, từ những ngày tháng mà mình phải rèn luyện, như về tính kỷ luật. Từ việc mà biết đó là mình kỷ luật về dậy sớm, mình kỷ luật về mình làm bất kỳ một cái việc gì thì mình phải làm nó một cách hoàn thành, mình làm một cách hoàn chỉnh, và mình làm nó vượt qua cái sự kỳ vọng của người khác, vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng, vượt qua sự kỳ vọng của nhân sự, vượt qua sự kỳ vọng của chính bản thân mình mỗi ngày. Và đó là một cái hành trình mà mình phải nỗ lực, mình phải rèn luyện rất nhiều mới có được cái điều đó. Vậy thì mỗi bản thân của chúng ta đều có một cái xuất phát điểm khác nhau, chúng ta đều có một cái câu chuyện khác nhau, chúng ta có một cái hành trình khác nhau, và chúng ta đều có những cái đích đến, những cái giấc mơ và những cái điểm đến khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đi được cái gọi là cái điểm A cho đến điểm B? Đó là cái điểm A là cái điểm xuất phát của chúng ta, và cái điểm B đó chính là điểm mà chúng ta mong muốn có trong cái cuộc đời của chúng ta. Và Linh gọi trong cái cuốn sách này đó là cái điểm gọi là hành trình của người xuất chúng. Đó là một cái điểm của hành trình người xuất chúng, là một cái con người mà chúng ta có thể đạt được những điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống này. Vậy thì cái hành trình từ A đến Z, từ A đến B, từng bước một, Linh đều chia sẻ tất cả chúng ta đầy đủ ở trong này. Và những cái điều này ấy, nó không phải là những điều mà thần thánh hóa, mà đó là những câu chuyện, đó là những cái trải nghiệm, và Linh cùng với đội ngũ của mình đã có được, đã trải nghiệm được, và sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta điều này. Vậy thì để chúng ta sở hữu cuốn sách này, chúng ta hãy để lại tên, số điện thoại dưới đoạn video clip này, và chúng ta đặt mua cuốn sách này. Linh sẽ tặng cho tất cả chúng ta hai cái bộ video mà Linh dành rất là nhiều tâm huyết trong đó. Thứ nhất đó là bộ 30 ngày hoàn thiện và phát triển bản thân của mình cùng với NLP. Đó là kiến thức về não bộ, kiến thức về đó là về cách mà chúng ta phát triển về bản thân mình. Và trong cái bộ video đó, Linh cũng sẽ chia sẻ chúng ta về cách làm sao để chúng ta làm chủ về mối quan hệ, làm sao để chúng ta thiết lập cho mình cái lộ trình, một cái tấm bản đồ cho cái cuộc đời của chúng ta. Và trong cái cuốn sách đó, trong cái bộ 30 ngày NLP đó, Linh sẽ chia sẻ cho chúng ta đầy đủ từ cái lý thuyết cho đến thực hành những cái bài tập. Và cái bộ video đó đã giúp cho rất nhiều người từ một cái có một cuộc sống bất hạnh, họ trở nên hạnh phúc hơn, từ việc mà tài chính nó thấp bình thường và họ có sự đột phá trong cái sự nghiệp về tài chính của mình. Và một cái bộ video thứ hai Linh sẽ dành tặng cho chúng ta khi mà chúng ta mua cái cuốn sách Hành trình người xuất chúng tập 1 và tập 2, đó chính là bộ 65 video cách kiếm 100 triệu một tháng từ cái kinh doanh online. Trong đó Linh có chia sẻ cho chúng ta về chiến lược về marketing, cách mà chúng ta làm nội dung, cách mà chúng ta chạy quảng cáo, cách chúng ta bán hàng, cách chúng ta chăm sóc khách hàng. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm, đó là những cái kinh nghiệm mà Linh đã ứng dụng và kinh doanh và có được cái kết quả của ngày hôm nay, để Linh có thể mỗi tuần đều có thể dành thời gian được cho cái sở thích của mình, đó là chơi môn thể thao dưới nước, đó là mô tô nước.
hay là mình có những chuyến kỳ nghỉ dài ngày cùng với gia đình của mình ở trong nước và quốc tế, và mình có nhiều thời gian để mình nuôi dạy và mình chăm sóc đứa con của mình nó được tốt hơn, và mình có một cái cuộc sống nó khỏe mạnh, và mình giúp được cho người mẹ của Linh. Trước đây đó là 6 năm về trước là còn bị căn bệnh về ung thư, và bây giờ mẹ Linh đã khỏe mạnh và trở thành một người khỏe mạnh bình thường. Và làm thế nào để Linh có thể làm được những cái điều đó thì trong bộ video đó Linh đều dành tặng cho tất cả chúng ta hoàn toàn miễn phí khi mà chúng ta mua cái 2 cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng. Và giá của mỗi cuốn sách này đó là 350.000 đồng, với 350.000 đồng một cuốn sách. Nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc sống bất hạnh, chúng ta muốn chấm dứt sự cô đơn, chúng ta muốn chấm dứt cuộc sống nghèo nàn, thì hãy nhanh tay để đăng ký và mua cái 2 cuốn sách này để chúng ta được tặng 2 cái bộ video rất là đặc biệt đó. Cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.